Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin toàn cảnh thời sự quốc tế để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thế giới mới nhất. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Ukraine đẩy mạnh tập kích sâu, quyết cắt đứt huyết mạch kinh tế của Nga. Số phụ tập kích bằng máy bay không người lái UAV vào các trung tâm dầu mỏ và nhà máy lọc dầu của Nga đã gia tăng trong những tuần gần đây, đe dọa hoạt động xuất khẩu năng lượng của nước này. Sáng ngày 25 tháng 1, nhà chức trách phát hiện vụ cháy tại nhà máy lọc dầu lớn thuộc sở hữu của Rosneft tại thị trấn Tuapse, phía nam nước Nga. Vụ việc bị nghi do đoàn tập kích của UAV gây ra. Theo Moscow Times, đây là vụ tấn công lần thứ tư nghi do UAV thực hiện nhằm vào các cơ sở tầng dầu khí của Nga trong tuần qua. Ngành xuất khẩu dầu mỏ và năng lượng là huyết mạch quan trọng của nền kinh tế Nga, chiếm khoảng 30% nguồn thu ngân sách nhà nước. Theo Statista, Nga là nước sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới, chiếm hơn 12% sản lượng dầu thô toàn cầu. Vấn đề tại các nhà máy lọc dầu của Nga đã trở nên mang tính hệ thống. Anton Gerashenko, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, viết trên mạng sau X ngay sau vụ cháy tại Tuapse. Trong tháng này, cơ sở à tầng năng lượng của Nga dường như được UAV chú ý nhiều hơn. Vào ngày 18 tháng 1, UAV Ukraine tập kích một cảng dầu ở xanh cách biên giới Ukraine gần 1.000 km, đánh dấu lần đầu tiên UAV nhắm vào thành phố quê nhà của ông Putin. Ba ngày sau, Ukraine tiếp tục phóng UAV tấn công cảng sản xuất khí đốt lớn Nhà máy ngưng tụ khí đốt Novatek PGSC ở cảng Ust-Luga, gần thành phố Saint Petersburg, gây ra đám cháy lớn và khiến hoạt động cung cấp nhiên liệu bị đình trệ. Theo Kyiv Post, cơ quan an ninh Ukraine SBU đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào Ust-Luga, cảng biển Baltic lớn nhất của Nga. Trích dẫn dữ liệu trong ảnh, Bloomberg nhận định, nếu tập kích thành công hai kho dầu lớn của Nga ở biển Baltic là Ust-Luga và Primorsk, Ukraine có thể khiến Nga ngừng xuất khẩu 1,5 triệu thùng dầu một ngày, gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Lượng dầu hàng ngày được vận chuyển qua hai kho cảng này chiếm hơn 40% tổng lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Moscow trung bình từ tháng 1 tới tháng 11 năm 2023, theo Bloomberg. Ông Gretchenko chỉ ra rằng, tính đến thời điểm ngày 25 tháng 1, đã có ít nhất 6 vụ tấn công vào cơ sở tầng năng lượng của Nga. Ngày 9 tháng 1, máy bay không người lái đã tấn công xe tét tại kho dầu Orion Nefteproduct ở tỉnh Orion của Nga. Vào ngày 19 tháng 1, UAV cỡ nhỏ đã gây ra vụ cháy quy mô lớn tại kho dầu ở Klinsty, tỉnh Bryansk. ông Gretchenko cho rằng đây là trung tâm trung chuyển quan trọng vận chuyển nhiên liệu và chất bôi trơn phục vụ nhu cầu của quân đội Nga. Theo Forbes, các cuộc tấn công gần đây vào cơ sở tầng nhiên liệu của Nga dựa trên nguyên tắc gây nổ thứ cấp bằng mẫu máy bay không người lái cỡ nhỏ, giá rẻ. Tuy UAV cỡ nhỏ không thể mang theo nhiều thuốc nổ như tiêm kích, nhưng với khả năng nhắm mục tiêu tốt, chúng có thể tấn công các kho dự trữ đạn hoặc nhiên liệu. Đối với loại mục tiêu này, UAV vẫn có khả năng gây ra vụ nổ thứ cấp để phá hủy chúng, dù chỉ mang theo lượng nhỏ thuốc nổ. Một kênh Telegram thân Nga cho biết, ngay trước vụ nổ ở Usluga, lực lượng phòng không đã bắn hạ UAV mang theo 3 kg chất nổ. Trên X, kênh tình báo nguồn mở Tenda chỉ ra rằng Nga chỉ có 5 đường ống chiến lược lớn dẫn ra các cảng biển, gồm 3 ở Baltic và 2 ở Biển Đen. Các đường ống khác của Nga đi qua Ukraine hoặc các nước NATO nên sẽ chịu lệnh trừng phạt. Cho tới nay, hai trong số 5 cảng biển nói trên đã bị tấn công. Forbes đánh giá rằng số lượng lớn cơ sở dầu khí của Nga nằm trong tầm tập kích của Ukraine và việc bảo vệ tất cả là không thể. Hơn nữa, các hệ thống phòng không hiện tại của Nga chưa hiệu quả trước máy bay không người lái cỡ nhỏ. Đây sẽ là vấn đề gây đau đầu đối với hoạt động quân sự của Nga. Các cuộc tấn công hiện tại vẫn có quy mô nhỏ, sử dụng số ít máy bay không người lái nhưng đã gây ra thiệt hại đáng kể. Che đa viết, khi Ukraine bắt đầu tấn công hàng loạt các cảng, phòng không Nga sẽ không thể ngăn chặn kết cục, ngay cả khi tiêu diệt 99% số UAV ukraine tiết lộ chiến thuật đặc biệt giúp nga ngụy trang uav cảm tử quan chức ukraine chỉ ra cách nga ngụy trang cho uav cảm tử shahed khi tấn công vào các mục tiêu của kiev natalia gomeniuk người phát ngôn của bộ tư lệnh chiến dịch miền nam ukraine cho biết nga đã triển khai máy bay không người lái cảm tử shahed từ biển trong các cuộc tấn công gần đây nhằm tận dụng tiếng sóng với các hiện tượng thời tiết khác để che giấu âm thanh động cơ của uav khi chúng tiếp cận mục tiêu của kiev theo bà Gumeniuk, các máy bay không người lái Shahed của Nga thường bay thấp trên mặt nước, sau đó lao mạnh qua bờ biển và hướng thẳng tới các mục tiêu của Ukraine. Bà cho biết Moscow từng sử dụng chiến thuật tương tự khi Shahed lần đầu tiên được triển khai. Nga đã tái áp dụng chiến thuật này khi Moscow tiếp tục thử nghiệm các cách khác nhau để xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine. Chiến thuật này không mới, họ đã áp dụng nó ngay từ đầu khi cố gắng che giấu âm thanh đặc trưng của Shahed phát ra từ xa. Và không có gì ngạc nhiên khi nhiều nhóm phòng không cơ động của Ukraine thường tập trung vào âm thanh trước khi sử dụng các công cụ khác, bà Gomeniuk nói. Các máy bay không người lái Shahed được phát hiện đặc biệt bằng âm thanh. Có lẽ họ muốn che dấu âm thanh nguy hiểm này sau những hiện tượng thời tiết, quan chức Ukraine nhận định. Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đêm 25 tháng 1 vào Rih, quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở miền trung Ukraine. Ukraine tuyên bố đã phá hủy các mục tiêu tại khu vực Odessa và Mykolaiv. Bà nói thêm rằng cơ sở hạ tầng cảng của Odessa tiếp tục là mục tiêu của Nga. Trong những ngày gần đây, Nga đã thử nghiệm các chiến thuật tấn công mới, sử dụng các tổ hợp tên lửa và máy bay không người lái khác nhau, hoặc đôi khi chỉ là tên lửa nhằm xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine. UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Loại khí tài này có chi phí thấp nhưng cho hiệu quả cao đối với cả Kiev và Moscow. Với Nga, các UAV sát thủ Shahed 131 và 136 giá rẻ có thể bù đắp thiếu hụt về tên lửa sau các cuộc tập kích quy mô lớn. Ngoài ra, gần đây có thông tin nói rằng Nga dường như đã đưa UAV phản lực cảm tử Shahed 238 từ Ukraine. Đây là phiên bản nâng cấp của Shahed 136 nhưng có tốc độ nhanh hơn, tầm hoạt động xa hơn so với các phiên bản tiền nhiệm do được trang bị động cơ phản lực. Điều này đồng nghĩa với việc Shahed 238 khó bị phát hiện hơn hệ thống phòng không Ukraine sẽ có ít thời gian để phát hiện và bắn hạ nó trước khi nó tiếp cận mục tiêu. Cuối tháng 11 năm ngoái, giới chức Ukraine nói rằng Nga đã bắt đầu đưa các phiên bản nâng cấp của Shahed tới chiến trường Ukraine. Những phiên bản này có màu sắc tối hơn, làm bằng sợi carbon, khiến phòng không Ukraine khó phát hiện. Theo quân đội Ukraine, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV Shahed vào ban đêm, khiến việc phát hiện chúng trở nên khó khăn đối với Ukraine. Chuyến thăm Kaliningrad của ông Putin khiến NATO bất an. Chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới vùng Kaliningrad khiến các nước trong khu vực lo ngại nguy cơ Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột giữa Nga và NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bay tới Kaliningrad, vùng lãnh thổ nằm giữa Lithuania và Ba Lan, làm dấy lên lo ngại nơi đây có thể trở thành điểm bùng phát cho một cuộc xung đột trong tương lai. Putin đã bay gần Estonia, bám sát bờ biển Latvia và Lithuania trên chuyên cơ được ví như điện Kremlin trên không. Máy bay sau đó hạ cánh xuống Kaliningrad. Các máy bay chiến đấu đã được triển khai ngoài khơi bờ biển phía đông đảo Gotland của Thụy Điển khi ông Putin tiếp cận biển Baltic. Trước khi máy bay của chủ nhân điện Kremlin hạ cánh xuống Kaliningrad, một máy bay trinh sát của NATO từ lực lượng không quân Hà Lan đã bay vòng trên biển Baltic. Trước sự bất an của các nước NATO, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chuyến thăm không nhằm gửi lời cảnh báo tới NATO mà nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển. Trong chuyến thăm Kaliningrad, ông Putin đã có dịp trò chuyện với các sinh viên tại đại học ngoài ra ông putin cũng chủ trì một cuộc họp về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội khu vực và gặp gỡ thống đốc kaliningrad anton alikhanov khi tổng thống tới thăm các khu vực của liên bang nga đó không phải là thông điệp gửi tới các nước nato mà là tiếp tục những gì ông ấy đã làm trong nhiều năm qua nỗ lực vì sự phát triển của đất nước và các khu vực của chúng tôi ông peskov cho hay bất chấp bình luận của điện kremlin thời điểm ông putin tới thăm khu vực trung tâm của châu âu gây nhiều sự chú ý đặc biệt là khi nguy cơ xung đột giữa nga và phương tây ngày càng lớn vào tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết ông Putin có thể tuyên chiến về NATO sau năm tới 8 năm. Kami Gran, một nhà phân tích của Hội đồng Châu Âu về quan hệ đối ngoại, cho biết ông Putin đã gửi một số thông điệp, bao gồm việc nhắc nhở người dân ở Kaliningrad rằng các bạn là người Nga. Ông nói, theo quan điểm của tôi, đây là một nỗ lực rõ ràng nhằm báo hiệu rằng Biển Baltic không phải là biển của NATO sau khi Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO. Theo chuyên gia này, đó cũng là một cách để nhắc nhở phương Tây rằng Nga có tài sản quân sự ở Kaliningrad. Kaliningrad được xem là nơi dễ xảy ra xung đột giữa Nga và NATO. Moscow đã triển khai các máy bay chiến đấu được trang bị tên lửa siêu thanh tối tân tới khu vực ngay sau khi họ khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Litva Gabrielius Lavijis ngày 24 tháng 1 cho biết trước cuộc họp của EU tại Bruxelles rằng Đúng, chúng tôi tin rằng một cuộc chiến thực sự có thể xảy ra. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo cả quân đội lẫn người dân nước này đều chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến với Nga. Điểm xung đột, Houthi đến gặp Nga, ông Putin bất ngờ muốn xuống thang ở Ukraine. Trong khi phương Tây ngày càng nâng cao cảnh giác và chuẩn bị tinh thần cho việc xung đột Nga-Ukraine sẽ kéo dài thêm nữa, lại có một số dấu hiệu cho thấy Tổng thống Nga và Vladimir Putin đang thăm dò xem liệu Mỹ có sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine hay không. Bloomberg ngày 25 tháng 1 dẫn lời hai người thân cận với Điện Kremlin cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những thăm dò với Mỹ thông qua các kênh gián tiếp để báo hiệu rằng ông ấy sẵn sàng thảo luận về những thỏa thuận an ninh trong tương lai cho Ukraine. Hai người nói trên còn tiết lộ rằng tín hiệu đã được chuyển tới các quan chức cấp cao Mỹ trong tháng trước thông qua một người trung gian mà họ từ chối xác định danh tính. Họ còn nói rằng ông Putin có thể sẵn sàng xem xét việc từ bỏ yêu cầu duy trì tình trạng trung lập cho Ukraine và thậm chí cuối cùng có thể từ bỏ việc phản đối Ukraine gia nhập NATO. Nga từ lâu nay xem việc Ukraine gia nhập NATO là lý do chính cho việc phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Trở lời câu hỏi của Bloomberg, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Tổng thống Putin đã tuyên bố nhiều lần rằng Nga đã đang và sẽ tiếp tục sẵn sàng đàm phán về Ukraine. Chúng tôi quyết tâm đạt được mục tiêu của mình và muốn hoàn thành mục tiêu bằng biện pháp ngoại giao. Nếu không, chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục cho tới khi chúng tôi đạt được mục tiêu. Trong khi đó, các quan chức Mỹ nói rằng họ không biết về những thăm dò như trên và không thấy dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Nga nghiêm túc trong việc tìm cách chấm dứt xung đột tại Ukraine, vốn đã rơi vào tình trạng bế tắc và sắp bước sang năm thứ ba. Những điểm nóng chiến sự đe dọa triển vọng tranh cử của ông Biden Cách Tổng thống Biden xử lý các điểm nóng chiến sự tại Ukraine và Israel đang khiến ông mất điểm trong mắt không ít cử tri, kể cả những người ủng hộ. Tháng 2 năm 2023, Tổng thống Joe Biden tự tin dạo bước trên đường phố Kiev tuyên bố Mỹ sẽ sát cánh với Ukraine trong cuộc chiến nhằm đánh bại Nga. Nhưng gần một năm sau, ông đối mặt với thực tế rằng chiến sự Ukraine đã rơi vào thế bí tắc, trong khi tỷ lệ người Mỹ ủng hộ Kiev ngày càng giảm. Cùng với đó, ông chủ Nhà Trắng còn phải ứng phó với xung đột quy mô lớn khác nổ ra tại giải Gaza, có nguy cơ đẩy cả Trung Đông vào khủng hoảng bất cứ lúc nào. Trên thực tế, lửa xung đột từ chiến sự Israel-Hamas đã lan ra biển đỏ khi nhóm Houthi ở Yemen liên tiếp tập kích tàu hàng trong khu vực và các nhóm thân Iran khác ở Trung Đông không ngừng nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ đồn trú tại Iraq, Syria. Sau nhiều lần phát tín hiệu gian đe bất thành, Mỹ đã phải tung các đòn tập kích tên lửa nhắm vào Houthi ở Yemen. Trong nhiệm kỳ của ông Biden, nước Mỹ tới nay chưa tham gia cuộc chiến quy mô lớn nào, nhưng bị vướng vào nhiều mặt trận quân sự. Kết hợp với các cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới với Mexico, đây không phải môi trường lý tưởng cho Tổng thống Biden khi ông đẩy mạnh chiến dịch tái tranh cử, sẽ quan sát đánh giá. Điều tệ hơn đối với Tổng thống 81 tuổi, ứng viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ là đối thủ Đảng Cộng Hòa tiềm năng của ông, cựu Tổng thống Donald Trump đã vin vào những cuộc xung đột bất ổn toàn cầu này làm cái cớ công kích ông, khắc họa ông là một lãnh đạo yếu đuối. Chính sách đối ngoại thường chỉ đóng vai trò nhỏ trong các chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ và điều này khó có thể thay đổi vào năm 2024. Nhưng Trump lại đang xoáy sâu vào các cuộc chiến đang diễn ra, biến chúng thành nỗi lo về xung đột toàn cầu để lôi kéo người ủng hộ. Các quốc gia tổ chức quốc tế tôn trọng Trump hơn và sợ ông ấy hơn đương kim tổng thống. Tony Ferrantello, 72 tuổi, cử chi New Hampshire nhận định. Tỷ lệ ủng hộ tổng thống Biden về chính sách đối ngoại đang ở mức thấp. 58% người được hỏi nói rằng họ không tán thành cách ông xử lý các vấn đề quốc tế so với 36% đồng tình. Theo một cuộc khảo sát từ tháng 12 tới tháng 1 của Real Clear Politics, đây là kết quả không dễ chịu đối với ông Biden, người được coi là giàu kinh nghiệm về đối ngoại. Với 8 năm làm phó tổng thống dưới chính quyền Barack Obama, với nhiều nhiệm kỳ trong vai trò chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Tổng thống Biden cũng từng rất tự hào vì nỗ lực vực dậy các liên minh quốc tế, trong đó có NATO, sau khi dành phần lớn thời gian trong chiến dịch tranh cử năm 2020, truyền đạt thông điệp đưa Mỹ trở lại sân khấu thế giới, thoát khỏi chủ nghĩa biệt lập thời trong. Nhưng xung đột Ukraine Nga đang đè nặng chân ông trên bước đường tranh cử khi Tổng thống Biden muốn xây dựng hình ảnh là lãnh đạo của một liên minh đa quốc gia rộng lớn hỗ trợ Kyiv. Sau 2 năm chiến sự ông đã phải đối mặt với tâm trạng chán nản, mệt mỏi từ những nghị sĩ và cử tri hoài nghi trước câu hỏi liệu Mỹ có nên tiếp tục viện trợ cho Ukraine đến bao giờ. Tại Quốc hội, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang chặn đạo luật viện trợ cho Ukraine, yêu cầu Tổng thống Biden phải tăng kiểm soát dòng người nhập cư ở biên giới phía Nam. Quan điểm ủng hộ kiên định của Tổng thống Biden đối với chiến dịch Israel phát động tại giải Gaza càng làm cho những thách thức với ông trở nên phức tạp hơn. Điều này đã khiến ông phải hứng chịu chỉ trích dữ dội từ phe cánh tả và cả những người ủng hộ. Hôm 23 tháng 1, những người biểu tình ủng hộ Palestine đã ngắt lời Tổng thống Biden hơn 10 lần trong lúc ông phát biểu về quyền phá thai, vấn đề mà ông coi là trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử. Căng thẳng đó có thể quay trở lại tác động tới ông khi cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 tại các bang chiến trường như Michigan, nơi có đông dân số Ả Rập và Hồi giáo, cũng như trong nhóm các cử tri trẻ. Cả hai nhóm trên được cho là có nhiều khả năng phản ứng hơn với cách Tổng thống Biden xử lý các điểm nóng chiến sự. Theo cố vấn đảng Dân chủ Melissa De Rosa, cảm giác bất ổn do những cuộc xung đột gây ra, chưa nói tới vấn đề biên giới chắc chắn sẽ tác động tới cuộc bầu cử tại Mỹ. Tôi thực sự nghĩ rằng đây là vấn đề đối với Tổng thống Joe Biden và là điểm yếu của ông ấy mà cựu Tổng thống Trump sẽ tiếp tục khoét vào, bà nói. Lo ngại phản ứng, Đảng Cộng hòa Mỹ bỏ tuyên bố chiến thắng sớm cho ông Trump. Ủy ban quốc gia của Đảng Cộng hòa Mỹ, RNC, đã rút lại dự thảo nghị quyết tuyên bố sớm việc cựu Tổng thống Donald Trump chính thức là ứng viên đại diện Đảng tranh cử vào Nhà Trắng do e ngại phản ứng. CNN trích dẫn hai nguồn tạo tiền tiết lộ David Bosie, ủy viên ONC đến từ bang Maryland, người gần đây đã công khai ủng hộ ông Trump và soạn thảo nghị quyết hôm 25 tháng 1 đã rút lại văn bản này. Chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump bao gồm cả chính cựu Tổng thống ban đầu nhất trí thúc đẩy nghị quyết nhưng sau đó thay đổi quan điểm khi phản ứng dữ dội bắt đầu. Ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 25 tháng 1 rằng ONC không nên ban hành nghị quyết nói trên. Ông giải thích dù đánh giá cao nỗ lực này nhưng ông phản đối nó vì sự đoàn kết của đảng và muốn kết thúc quá trình tại hộp bỏ phiếu. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh lo ngại, nghị quyết tuyên bố chiến thắng sớm có thể khiến các cử tri GOP phẫn nộ vì cho rằng cựu lãnh đạo Nhà Trắng đang cố gắng đánh bại cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, đối thủ duy nhất còn lại cùng đảng, một cách không công bằng. Theo giới quan sát, mặc dù ông Trump đã giành chiến thắng áp đảo trong hai cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng Hòa, GOP, tại Iowa và New Hampshire, ông vẫn cần phải đạt yêu cầu giành được sự ủng hộ của 1.215 đại cử tri để chính thức trở thành ứng viên đại diện đảng, đấu chung kết với tổng thống Joe Biden vào tổng tuyển cử tháng 11. Tính tới ngày 26 tháng 1, ông Trump đang có trong tay sự ủng hộ của 32 đại cử tri, trong khi bà Haley có 17 đại cử tri. Nếu dự thảo nghị quyết được thông qua và RNC chuyển sang chế độ tổng tuyển cử, ông Trump sẽ có quyền truy cập vào hoạt động dữ liệu của RNC, hưởng lợi từ việc gây quỹ bằng RNC và có sự hỗ trợ từ tất cả các hoạt động của ủy ban tại thực địa. Điều đó cũng đồng nghĩa ủy ban sẽ ủng hộ cựu tổng thống và phản đối bà Haley, một bước đột phá chưa từng có so với cách tiếp cận trước đây của đảng đối với quy trình bầu cử. Dự thảo nghị quyết đã được RNC xem xét trước đó, hôm 25 tháng 1. Sau một phát ngôn viên của RNC khẳng định, văn bản này vẫn chỉ là một dự thảo nghị quyết, không phải lập trường của ủy ban. Chiến dịch tranh cử của bà Haley cũng bác bỏ dự thảo nghị quyết, đồng thời kêu gọi chủ tịch đảng cộng hòa Ronald McDaniel tổ chức một cuộc tranh luận giữa nữ chính khách này và ông Trump trước cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Nam Carolina vào cuối tháng 2 đội ngũ của bà Haley cũng nhanh chóng tận dụng sự việc để kêu gọi quyên góp ủng hộ bà tiếp tục cuộc đua chống ông Trump. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!